Phát triển bản thân hay còn gọi là luật nhân quả, thì tôi chia sẻ với bạn chủ đề kết quả hiện tại là nhân tạo ra trong quá khứ, ngày mai là kết quả của nhân tạo trồng gieo trồng từ hôm nay đó bạn. Về cái này nói về luật nhân quả đó bạn, thì luật nhân quả là luôn luôn là luật thép rồi các bạn ha, luật nhân quả luôn luôn là luật thép. Luật nhân quả thì có bài hát các bạn, biết ra sao ngày sau, biết ra sao ngày sau, làm sao biết được tương lai. Đó là những câu nói mà nó thể hiện những người không hiểu về luật nhân quả và họ ít hành động theo luật nhân quả. Thì thực tế thì các bạn, những mà kết quả hiện tại của bạn đây là do cái nhân bạn gieo trồng trong quá khứ, những nhân bạn hành động trong quá khứ. Tất nhiên nó có những cái thể hiện nó tương đối chứ không phải hoàn toàn chính xác. Ví dụ như một số trường hợp chúng ta quan sát trong xã hội đó, một số người xấu xa bỉ ổi nhưng mà hiện tại họ rất giàu có vui sung túc và thậm chí còn bỉ ổi hơn ngày trước nữa, nhưng mà vẫn giàu có sung túc. Nhưng mà nếu mà dừng lại đây thì chúng ta không thể giải thích được. Nhưng mà theo triết lý nhà Phật thì người ta lại nói rằng đó là cái phước báo từ đời trước. Nó cái vấn đề này thì có người tin, người không tin. Nhưng mà nếu nói về cái trong tương lai đó, thì có một câu nói thì vậy bạn. Bạn muốn biết tương lai bạn ra sao thì hãy nhìn hành động của bạn trong hiện tại. Cái câu chuyện mà giờ cái giai thoại mà của đua giữa rùa và thỏ đó bạn. Có nghĩa là thỏ biểu hiện cho cái loại có thế lực, giàu có. Rùa là thể hiện trong cái loại bình dân nghèo, không có thế lực. Nhưng mà rùa đã nỗ lực, không ngạo mạn, không chủ quan. Ngạo mạn, chủ quan đó bạn, đó là khối khinh thường, đó là cái chuyện mà gieo cái giống nhân xấu đó. Thì cuối cùng thỏ thua. Thì hiện tại, muốn ý nói là trong hiện tại bạn phải hành động tốt không? Thì mỗi mảnh đất hiện tại đều là kết tinh những gì chúng ta đã gieo trồng trong quá khứ. Và tương lai chính là bức tranh phản chiếu những hành động của ta ở hiện tại đó bạn. Thì nhìn quá khứ, hiểu rõ hiện tại. Các bạn giờ hãy nhìn vào quá khứ đi. Những gì bạn đã làm, bạn đã chọn lựa. Mỗi thành công hay thất bại đều là hệ quả tất yếu của những hạt giống bạn đã gieo trồng. Hiểu được điều này là giúp bạn trân trọng những gì đang có, đồng thời rút bài học để hoàn thiện bản thân trong tương lai. Đó các bạn nhớ. Thì chắc chắn mà, gần như chắc chắn đó. Nếu mà làm những chuyện xấu xa nó quá nhiều trong quá khứ thì tương lai rất khó tốt đẹp được. Trừ những cái trường hợp nó cá biệt mà như hồi nãy tôi phân tích các bạn, người ta nói là sao mà thằng đó nó cái con đó nó ác, nó xấu xa, nó bẩn thỉu mà giờ nó vẫn giàu có, nó nhân công nó vẫn ào ào tiền vô, ào ào xe cộ, là dập diêu nhà nó lúc nào cũng khách sang trọng, thì cái đó trường hợp nó đặc biệt. Nhưng thông thường những người trong quá khứ xấu xa bị ổi thì trong hiện tại và trong tương lai nó chắc chắn thế nào nó cũng sẽ bi thảm thôi mà. Gieo hạt giống tốt cho ngày mai rực rỡ, mỗi ngày mới là một trang trắng. Thì bạn đọc cái cuốn là Bí mật may mắn hoặc là yếu tố may mắn thì bạn sẽ thấy như là may mắn là có thể gieo trồng được. May mắn thể gieo trồng được bằng cách gì bạn? Bằng cách quan tâm cho đi, giúp đỡ. Có nghĩa là rất nhiều video tôi đều nhấn mạnh là bạn sống với cuộc đời này là ngoài nhà cho bản thân bạn, người thân bạn phải mang giá trị có ích cho cái cuộc đời, cho con người, mang hạnh phúc đến cho con người. Thì như thế đó, may mắn mới mỉm cười với bạn. Có khi nó nhanh nó chậm nhưng mà bạn cứ làm tốt thì chắc chắn cái cuộc đời của bạn nó sẽ tốt. Đó. Hãy bắt đầu bằng những hành động nhỏ nhất các bạn nhớ nè. Phật Thích Ca nói là đừng thấy
Điều thiện nhỏ mà không làm, mà đừng thấy những điều ác nhỏ mà làm đó bạn. Nghĩa là mà những điều thiện nhỏ, những điều tốt đẹp nhất, những điều về giá trị nhỏ nhất thì bạn hãy làm ngay từ bây giờ. Từ việc chăm chỉ học tập, làm việc, rèn luyện sức khỏe đến việc lan tỏa yêu thương, giúp đỡ mọi người xung quanh, mỗi việc làm thiện, mỗi nỗ lực đều góp phần tạo nên một tương lai tươi sáng và hạnh phúc. Các bạn, thì gieo hạt giống tốt cho ngày mai được rồi. Rồi thức tỉnh cho mỗi chặng đường đời. Thì kết quả hiện tại là nhân tạo trong quá khứ, ngày mai là kết quả gieo trồng hôm nay. Đó là một lời khuyên mà một lời cảnh tỉnh, các bạn hãy lưu ý rồi này. Nó nhắc nhở là mình phải sống có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và xã hội, hãy trân trọng từng khoảnh khắc hiện tại, bởi vì nó chính là nền tảng xây dựng một tương lai rực rỡ. Hãy biến đổi tư duy, hành động ngay từ hôm nay các bạn. Nhớ, việc gì làm hôm nay đừng để ngày mai. Bạn thứ nhất là bạn sống có mục tiêu nè. À, mục tiêu hay mục đích với lý tưởng đó bạn. Thì rất nhiều video tôi nói rồi. Mục tiêu lý tưởng bạn là phải sống cho bản thân bạn, người thân bạn, và phải mang giá trị, mang hạnh phúc lại cho con người. Thì cái đó là bạn mới có sự nghiệp lớn, mới thành công lớn các bạn. Xác định rõ ràng mục tiêu cho bản thân và từng bước thực hiện hóa nó bằng những kế hoạch cụ thể, có nghĩa là phải có những con số cụ thể đó bạn. Rất nhiều chuyên gia khuyên bạn lên kế hoạch là bạn phải có con số cụ thể. Bạn không có con số cụ thể là mục tiêu bạn khó đạt được. Bạn hãy lưu ý điều này các bạn. Rồi rèn luyện ý chí kiên trì, không ngừng nỗ lực để vượt qua những thử thách. Các bạn nhớ, bây giờ bạn mà có mục tiêu, bạn có kế hoạch tốt nhưng bạn không có chí, bạn không kiên trì thì cũng vẫn không đạt được kết quả. Bạn lưu ý điều này các bạn. Chờ tôi một tí các bạn. Bạn phải có con số cụ thể, và từng tháng từng tuần phải có con số cụ thể, bạn lưu ý các bạn. Cái này bạn lên kế hoạch bạn phải có cụ thể, chứ bạn đừng có làm cái con số chung chung, bạn lưu ý điều này các bạn. Tránh xa những thói quen tiêu cực, bạn nhớ nha, là những cái thói quen tiêu cực, những thói quen xấu, thí dụ rượu bia nè, ma túy nè, ăn chơi vô độ nè, đó, hút sách nè, nghĩa là chìm trong cái rượu bia nè, thì như thế là bạn lối sống đó bạn sẽ không tốt nha. Và chắc chắn cái tương lai là sẽ bệnh tật là điều nó đương nhiên các bạn. Rồi lan tỏa những năng lượng tích cực, luôn giữ thái độ lạc quan này, yêu đời, lan tỏa niềm vui đến mọi người xung quanh. Bạn hãy lưu ý điều này các bạn. Nhớ lan tỏa cái năng lượng tích cực, luôn giữ thái độ lạc quan, yêu đời, lan tỏa niềm vui đến mọi người xung quanh. Hãy nhớ rằng tương lai không phải là điều đã được định sẵn, mà nó phụ thuộc vào những gì bạn lựa chọn và hành động ngay từ hôm nay. Hãy gieo trồng những hạt giống tốt đẹp để gặt hái kết quả ngọt ngào trong tương lai. Các bạn hãy lưu ý điều này, các bạn hãy nhớ các bạn. Kết quả hiện tại là nhân tạo trong quá khứ, ngày mai là kết quả gieo trồng hôm nay. Là một lời nhắn nhủ quý giá giúp mọi người định hướng cuộc sống, hướng đến những điều tốt đẹp. Bạn hãy biến hướng tư duy hành động ngay từ hôm nay để kiến tạo một tương lai rực rỡ, hạnh phúc chính bản thân, những người xung quanh và con người. Các bạn hãy lưu ý, nhớ các bạn. Luôn tôi nhấn mạnh là bạn phải mang hạnh phúc cho đến cho con người. Bạn hãy lưu ý các bạn. Bạn mà không bán gì mang giá trị cho con người đó, thì sự nghiệp bạn không lớn được đâu, các bạn hãy nhớ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Cảm ơn các bạn.